mấy con một phần bao nhiêu cô? Trời ơi, phải 10 năm rồi cũng mới ăn lại gỏi khô bò đây á. Mấy bịch? Có một bịch. 10 năm rồi đó, hồi đó con học đại học ở đây. Giờ quay lại. Lâu quá hả? Lâu quá. Giờ ở Mỹ rồi. Không, về quê. Ngồi đâu? Đấy, gì? Qua đường rồi, giờ mình anh ơi, qua đường với anh. Đó, anh qua bên đó đó, cô kế với đó. Một bịch là 20. Một bịch là 20 ngàn rồi. Có một đô à, có một đô la quá rẻ. Vậy là chú qua đó là có. Dạ, qua đó anh kêu bệnh cho người bệnh anh. Đây là quán khô bò nổi tiếng nhất Sài Gòn. Ăn gỏi. Đi ăn gỏi khô bò mà không tới công viên Lên 8 đường Hai Bà Trưng ăn là một sai lầm lớn. Cho nên mọi người có đi ăn gỏi khô bò thì nhớ ghé đây nha mọi người. Cái quán này tồn tại phải của quán mình bán bao nhiêu năm rồi. Lâu quá, 40 năm. 40 năm rồi mọi người. 40 năm rồi, khủng khiếp không? Từ cái thời mà mình đi học sinh viên năm 2007 tới bây giờ là mười mấy năm rồi mà. Hồi đó dẫn bạn gái đi ăn thôi chứ đâu để ý đâu. Bây giờ mấy cô nói biết là tới 40 năm rồi. Một bịch 20 ngàn à. Các bạn ngồi thấy rẻ không? 20 ngàn à. Chưa tới 1 đô la nữa. Cho nên mấy bạn nước ngoài qua đây có qua đi đi ăn mấy cái món ăn đường phố của Việt Nam nhớ ghé đây nha. Rất là nổi tiếng và đặc sản á, đặc sản của Sài Gòn. Một ngày mình bán bao nhiêu bịch cô? Nhiều không? Một ngày mình bán 500 bịch không? Hơn luôn. Wow. Hơn 500 bịch luôn. Khủng khiếp chứ, bạn thấy khủng khiếp không? Các bạn nhìn cái xe con tổ nè. Đó, là khô bò, khô này là xoài sắt không hả? Qua sắt đây cô. À đu đủ, lộn, đu đủ sắt. Đu đủ sắt. Đó, đu đủ sắt. Còn cái này này gì cô? Này gì cô? Cái màu xanh thắm. Bánh hồng thơm. Lại thêm một cái đặc sản của người Sài Gòn nữa nha mấy bạn. Đây, cái này là khô bò đặc sản đây. Đây, khô bò đặc sản này các bạn thấy hấp dẫn không? Nhìn là thèm rồi. Mình đàn ông trai mình cũng thèm nữa. Đừng nói mấy bạn gái gặp mấy này chết ngắt vậy. Hồi đó cô vợ mình là cũng dụ đi ăn gỏi khô bò này mới dính đó. Mời đó rẻ, hồi đó mới có như bà? Hồi đó mới có 5.000 à. Nhớ lâu lắm rồi mới có 5.000 à. Còn bây giờ là tới gấp 4 lần rồi. Giật giá liêu thang. Nhưng mà thật ra vẫn rất là rẻ đúng không mọi người? Lâu lắm không biết đặt mày. Ra là vẫn rất là rẻ đúng không? Một món ăn chơi mà có tới có 20 ngàn là quá rẻ. Mình cho bạn xem tiếp là đầu hồng của cô nè. Đầu hồng nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè. Ốc bỉ hộp. Mấy bạn nhớ nha, đi đường Hai Bà Trưng ngay cái 259 số 259 đường Hai Bà Trưng. Gặp cửa quán cô. Dạ cô tên gì cô? Cô xin lỗi. Cô tên Thúy. Cô Thúy, quán cô Thúy nha các bạn. Quán cô Thúy. Thấy cô bán đông quá, đang xin làm ké đây rồi. Ngày bán bịch khô bò là được rồi. Thank you.
trai mình mới vừa mua xong một cái bịch khô bò, khô bò gỏi khô bò với giá 20.000, tức là khoảng $1. Giờ mình tranh thủ mình ăn nha. Mới vừa mua thêm một ly nước mía 6.000 một ly. Mới mua một ly nước mía 6.000 với một bịch khô bò 20.000, tức là khoảng $1, $1.2, rất là rẻ. Giờ mình sẽ chuẩn bị cái khô bò này cho mọi người xem nha. Uống miếng nước mía. À, ngon quá. Nước mía này á cũng là một cái đặc sản của Việt Nam á, mà mình không biết mấy nước khác có không, nhưng mà riêng Việt Nam cũng là một loại đặc sản ngon bổ rẻ. À, nó từ cây mía thôi, cây mía không phải là cây mía đường đâu, cây mía để làm nước á, người ta ép nó ra những cái máy mới nãy á, người ta ép nó ra bỏ thêm miếng đá thành một cái nước uống rất là ngon. Bán một ly cái này 6.000, rất rẻ các bạn, rất là rẻ, rất là hợp vệ sinh, từ cây mía ra trực tiếp luôn, mà giá nó chỉ có 6.000 mà thôi, rất là rẻ. Vịt khô bò đây, cái này là tương ớt, kéo nó vô, kéo vô, kéo vô trong cái bịch này nè. Nước tươi này ngọt ngọt đã lắm, thích lắm, cái nước tươi đây. Rồi, xong. Rồi, nắm cái bịch lại trộn nè, trộn cho nó đều lên. Hấp dẫn này. Đây là mình mua về đó, chứ nếu mua ở tại chỗ, ăn tại chỗ thì sẽ có một cái dĩa bằng inox cho mình ăn. Không sao, ăn cái này nó thú hơn. Đây, xong. Xong rồi nè. Ăn nha, nó bụng quá, nhìn hấp dẫn quá. Rồi, mình sẽ ăn một miếng bánh hồng tôm trước cho mọi người xem. Bánh hồng tôm ngon quá, ngon thiệt luôn các bạn, ngon quá. Ăn thêm miếng hồng tôm nữa, rất là ngon. Rồi, nó bánh hồng tôm nó giòn giòn cắn vô ăn đã lắm. Rồi các bạn, bây giờ tới gỏi. Gỏi gỏi nó có cục cục của gỏi đu đủ á, có cái cây của cái đậu rong á, rồi thêm cái nước tương ngọt ngọt và cái cây của cái tương ớt á. Đúng rồi. Mình xem nè. Ngon. Ngon quá. Nó ngon hơn cái tóc dầm nữa. Ngon hơn đó. Không mất, không sao mấy rồi. Và cái này á đặc biệt nhất là có miếng khô bò màu đen à, cái này là cái phần quan trọng nhất trong cái món lẩu khô bò này, nó là khô bò. Mấy bạn nhất định phải ăn cái món này, nhất định phải ăn cái món khô bò này. Tới Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, đi qua con đường Hai Bà Trưng, số nhiêu qua này, 295 gì đó, 259,
Hai Bà Trưng mà mấy bạn không ăn cái món này là một phần thiếu sót trong cái cuộc hành trình của các bạn, chuyến đi chơi của các bạn. Ồ, phần sinh viên đó là mình ăn rồi. Lũ bà xã lúc đó mất bồn. Lũ bà xã ăn món này nè, hai vợ chồng, hai đứa đó ăn khí thế ăn luôn. Rồi thâu mình nữa. Rồi thâu mình người ta ngồi và ăn không á. Rất là đông. Quán rất là đông khách. Một ngày á. Một ngày là với cả hơn 500 dĩa. Hơn 500 dĩa khô bò.